Hello, xin chào tất cả các anh ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Bồng TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay bên em về rất là nhiều các mã sản phẩm mới sẽ lên giá sale rẻ sập sàn cho anh em mình luôn anh em nhớ. Đây, từ những con khoan bê tông này có hơn 600 ngàn thôi, thân bu lông giá sale rẻ sập sàn. Rất là nhiều các mã sản phẩm mới mà giá ngày hôm nay em đưa đến cho khách hàng anh em thì cam kết giá rẻ cho anh em mình luôn anh em nhớ. Đấy này, đầu tiên anh em lên cho em này, anh em nào muốn rẻ, ok, các bác muốn con khoan bê tông hàng rẻ mà hàng cũng chất lượng cũng ổn, ok, lấy luôn cho dòng này. Dòng này là dòng em thanh lý nhá, em thanh lý có khoảng là 50 con thôi anh em ạ. Thanh lý đợt này có cả vỏ hộp luôn, có cả vỏ thùng cho anh em luôn nhá. Các bác có thùng, các bác đựng đồ luôn này. Khoan bê tông 3 chức năng, anh em khoan được bê tông này, anh em khoan có búa là anh em đục luôn cho em. Rồi, một máy như thế này. Rồi anh em ơi, anh em nhìn giúp em nhé. Một máy bê tông như thế này, khoan 3 chức năng này, khoan bê tông này, khoan có búa này và đục này. Dây dài chắc khoảng tầm 4 mét luôn này. À, ok này. Có luôn hộp đựng mà giá thanh lý này. Có luôn hộp đựng, có luôn hộp đựng như thế này mà giá thanh lý cho anh em 650 ngàn, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nào và anh em nhận hàng thì đều được kiểm tra hàng cho em nhớ. Con này thì motor đồng 100% nên là anh em yên tâm anh em sử dụng luôn. Giá rẻ nhưng cam kết chất lượng rất là ngon luôn anh em ạ. Thanh lý thì số lượng cũng khoảng là 30 đến 50 máy thôi, nên là anh em nào có nhu cầu thì các bác nhanh tay nhớ. Bởi vì là các mã thanh lý thì họ sẽ hết hàng rất là nhanh. Một lô thân máy bu lông của Hukan X4 này, con này lực siết là 330 Newton cơ. Thân này cho em này. Rồi túi đây anh em nhớ, nguyên siêu đây. Thân máy cho anh em mình luôn. Đựng hộp giấy như thế này. Con này là bu lông đầu rỗng này, anh em vừa siết ốc, anh em vừa biết tôi luôn cho em. Các bác ở nhà cứ có cục pin chân phổ thông, các bác lấy thân máy cho em. Thân máy này em thanh lý hết cho anh em chỉ với giá là 500 ngàn. Thanh lý thân máy bu lông X4 500 ngàn, bên em miễn phí ship luôn. Anh em nhận hàng được kiểm tra cho em nhớ. Về một lô này, mới 100%, hàng mới, hàng công ty mà, hàng Hukan. Rồi, Hukan X4 con này rất là ngon luôn các bác nhá. Lực là 330 Newton, tốc chậm là 0 đến 1260 vòng, tốc nhanh là 2700 vòng cho em. Model là X4 Pro cho em nhá. Thanh lý thân máy, bu lông đầu rỗng, vừa xích ốc vừa vít tôn, motor Brulet không chổi than cho em nhá. Giá 500 ngàn bao phí ship này. Máy khoan điện đầu kẹp 13 ly, có cả chức năng búa để hỗ trợ các bác khoan tường luôn. Đặc biệt con này các anh em vừa sử dụng được, các bác làm công trình, anh em làm công trình thoải mái luôn, anh em làm gia đình cũng rất là ok. Có búa đây là hỗ trợ các bác khoan tường luôn cho em nhé. Khoan sắt, khoan gỗ, bán vít, bán tôn này. Và có búa để hỗ trợ anh em khoan tường. Con này thì mã máy này DKID 710B, công suất của nó là 710W này. Vòng tua từ 0 đến 2800 vòng một phút cho em. Và đầu là đầu kẹp 13 ly cho em gói nhé. Gạt đảo chiều anh em nhé. Và núm xoay điều chỉnh tốc độ nhanh chậm này. Đếch tông, đếch tông logo sập nổi anh em ơi. Hàng chính hãng, hàng công ty. Mà đếch tông này thì có tặng anh em luôn này. Đếch tông rất là luôn ưu ái khách hàng, bảo hành 6 tháng. Và có tặng anh em nhà mình là một đôi chổi than kèm anh em nhé. Một đôi chổi than cộng một cữ đo độ sâu như thế này luôn. Rất là ưu ái khách hàng luôn. Tay cầm phụ luôn anh em nhé. Tay cầm phụ dập logo của đây tông luôn. Mà giá máy này, giá từ đây ngay nhà mình luôn 580 ngàn. Anh em sở hữu luôn cho em con khoan 13 ly của đây tông, mã ID 710B anh em nhé, 580 ngàn thôi. Còn anh em mà, các bác, anh em mà dùng máy mài, máy cắt, muốn chuyển sang để thành gọi là phay phá gỗ đa năng, anh em lên cho em cái bộ lam xích. Bộ lam xích 12 inch anh em nhé. Bộ lam xích 12 inch. Rồi, lam, lưỡi lam dài lên đấy là 34 phân luôn. Lưỡi lam dài là 34 phân. Và có các cái tay phụ kiện như thế này luôn này. Đây, xích này các bác ơi. Tra dầu tự động luôn anh em nhé. Bảo vệ này. Giá tới đây anh em nhà mình, bộ lam xích 180 ngàn. Em bao phí vận chuyển. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng cho em trước thanh toán. Thân máy đầu kẹp 13 ly 3 chức năng anh em nhé. Thân đầu kẹp 13 ly 3 chức năng. Còn 3 chức năng này thì sẽ rất là thông dụng.
bởi vì nó đa dinh năng anh em nhé, khoan sắt khoan gỗ được, bán vít bán tôm được và búa để hỗ trợ anh em nhà mình khoan tường nó luôn cho em. 20 cấp trượt và động cơ không chủi than, thân máy cho ở nhà có pin chân bi phổ thông rồi, có pin chân bi phổ thông như này rồi, các bác lấy thân máy cho em 600.000 bao phí ship này. Em cho em cái mã máy đục chuyên đục 17 ly, chuyên đục 17 ly hàng của Đích Tông. Con này thì phục vụ anh em mà chuyên đi làm điện nước, chuyên đi làm xây dựng cho em. Công suất cực kỳ lớn luôn. Đục 17 ly của Đích Tông thì có rất là nhiều mã, nhưng riêng con này công suất lên đến là 1.500W cho em. Và con này lực đập búa lên đến là 18 joule anh em nhé. Bác có tặng đồ luôn các bác ơi. Riêng hàng mua hàng của Đích Tông thì yên tâm chất lượng mà tặng đồ luôn. Con này là lên cho em con mã con này này. Con này là mã là 3501 DKDH3501 của Đích Tông. Con này lực đấm búa lên đến 18 joule cơ mà. Bình thường những con 17 ly thông thường lực đấm búa chỉ khoảng 4,5 đến 5 joule thôi. Con này 18 joule thôi, gấp mấy lần luôn. Tặng luôn cho anh em một mũi đục nhọn, một mũi đục dẹt. Và có tặng các bác là một đôi than đi kèm luôn rồi. Giá con này 1.850.000. Anh em nào chuyên đi làm công trình thì con này quá là ngon luôn. Khoan đục, gọi là đi đục phá bê tông 17 ly, con này con chuyên đục 17 ly làm xây dựng và anh em làm điện nước tiện lợi luôn. À, lên tiếp cho em này. Lên tiếp cho em mã máy. Rồi lên cho em thân vít trượt. Thân vít cấp trượt của Đích Tông, nhỏ gọn dòng compact 20 gấp trở luôn. Con này thì mô men xoắn lên đến là 55 N anh em nhớ. Sẽ bị phổ thông luôn. Cầm vừa nhỏ gọn, anh em làm thạch cao nhôm kính tiện. Rồi. Thường thường là đi làm công trình nhiều các bác sẵn pin lắm. Sẵn pin thì lấy luôn cho em thân máy. Thân máy cho em thân chuyên vít cấp trượt 55 N của Đích Tông. Con này tốc chậm là 500 vòng. Tốc thứ hai là 1.600 vòng cho em. Cái đầu chuyên vít thì rất là ngon luôn, đồng tâm anh em nhé. 20 cấp trượt, xong cấp trượt sẽ đến chức năng khoan anh em nhé, rất là tiện lợi luôn này. Hai cấp tốc độ nhanh chậm này. Giá thân máy chuyên vít cấp trượt 55 N của Đích Tông, mã máy là M21VT55NCP, tới tay nhà mình 920.000, 920.000 anh em sở hữu luôn cho em nhé. Còn anh em muốn con máy mải điện ngon, khỏe, tiện lợi và hàng motor đồng 100% thì chuyển luôn cho em con máy mài cò bóp, công tắc cò bóp này, có chỉnh tốc hàng của Đích Tông này, công tắc bóp cò cho em luôn. Con này công suất lên đến là 950W anh em nhớ. Tốc chậm là 11.000 vòng. À, con này là vòng tua của nó là 11.000 vòng cho em và 220V 50 đến 60Hz cho em này, 6 cấp điều chỉnh tốc độ này. Giá cho em máy mài cò bóp có chỉnh tốc của Đích Tông 950W, giá 730.000 anh em nhé, 730.000 thôi ạ. Còn anh em mà muốn tiện lợi đa chức năng hơn thì chuyển sang hàng pin giúp em. Không muốn hàng điện thì anh em có thể lấy sang hàng pin. Rồi, hàng pin thì nó sẽ tiện lợi đa chức năng hơn, mang phát đi nhiều chỗ nhiều nơi, nhưng mà chắc chắn là cái chi phí của nó bỏ ra thì sẽ cao hơn rồi. Máy mài pin, thân máy mài pin công tắc trượt của Đích Tông nhá. Con này thì anh em cắt nhiều, thường thường là các bác thợ thuyền anh em lấy trượt rất là nhiều. Bởi vì các bác cắt nhiều mà. Thiết kế này, thiết kế đường gân chống trơn trượt cho anh em này, motor brulette này. Riêng cái hàng Đích Tông thì chất lượng khỏi phải bàn luôn. Đích Tông là chất lượng khỏi phải bàn luôn. Mà có dụng cụ chắn, tay mỏ, tay cầm phụ cho các anh mình luôn. Đầy đủ phụ kiện với máy mài này. Rồi, mà phụ kiện thì quá là ngon rồi. Thân máy cho em 990.000 quá nhá, 990.000. Sở hữu luôn cho em thân máy công tắc trượt đẩy hàng của Đích Tông này. Ô cắm phích cắm hàng chống vỡ chịu tải cao. Anh em làm công trình mang vác mọi nơi luôn. Ổ 5 lỗ 45.000 cho em này. 3 lỗ này có báo đèn 45.000 và phích cắm 20.000 cho em. Phích cắm có báo đèn, ổ 3 lỗ có báo đèn cho em các bác nhá. Đây, ổ cắm 5 lỗ đây. Cái này một mã thân máy đầu kẹp 13 ly hàng của Thanh Lý, giá rẻ sập sàn luôn. Bình thường hàng nhái còn chưa có giá này luôn anh em nhớ. Ngày hôm nay hàng công ty, hàng công ty, hàng chính hãng, hàng Hukam.
thanh lý luôn cho nhà mình luôn này. Khoan 13 ly 3 chức năng. Thân máy Hukan đầu kẹp 13 ly motor 775 cho em. Con này là mua Hukan 522 anh em nhớ. Đầu kẹp 13 ly này, 20 cấp trượt 3 chức năng này. Hai tốc độ nhanh chậm anh em nhớ. Wow, chân mi phổ thông luôn. Mà giá thân máy cho em thanh lý luôn cho bác giá 440 ngàn. 440 ngàn là bên em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra thoải mái cho em nhớ. 440 thôi. Rồi, 440 ngàn giá này. Quá là ngon luôn anh em ạ. Rồi, em sẽ gắn thử vào cục pin chân phổ thông, em cho anh em mình xem luôn. Wow, khoan 3 chức năng đầu kẹp 13 ly của Hukan, Hukan 522, 440, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho em anh em ạ. Hukan này, Hukan 4 xeo hay gọi XC5. Dòng này em bán từ trước tới nay, anh em nào mà đã theo dõi bên em thì các bác biết rồi. Con này lần này công ty còn cải tiến, gọi là cái tốc của nó rất là cao luôn. Các bác nghe tốc máy này. Đầu kẹp 10 ly đầu lốc cho em, có khóa cứng trục cho anh em mình luôn. Con này con khoan 2 chức năng, anh em bắn vít, bắn tôn và khoan sắt, khoan gỗ luôn này. Và con này dòng động cơ không chổi than, máy nhỏ gọn, tiện lợi anh em làm trần vách thạch cao, nhôm kính. Hoặc các bác dùng gia đình thì quá là ngon luôn rồi. Hai tốc độ anh em điều chỉnh trên thân cho em này. Rồi, và con này có 23 cấp trở các bác nhé. 23 cấp trở luôn. Giá tới đây anh em mình 750 ngàn. Một thân máy, hai pin, một sạc và một hộp đựng cho em nhé. Cốc sạc luôn anh em nhé. Sạc là sạc cốc luôn, rất là tiện lợi cho các bác này. Anh em có thể lên cho em thổi bụi điện. Thổi bụi điện cho tiết kiệm chi phí này. Lần này công ty cải tiến cái mã mới này. Mã mới này gọi là bao khỏe luôn anh em nhé. Công ty cải tiến mã mới này, bao khỏe luôn. Đặc biệt này có xoay được điều chỉnh tốc độ anh em ơi. Con này thì công suất của nó lên đến là 800W luôn. Đây logo dập nổi của Hukan này. Vòng tua là 15.000 vòng một phút cho em. Thổi bụi, hút thổi bụi của Hukan 800W. Bao phí vận chuyển toàn quốc anh em nhé. Ngoài ra thì anh em mà muốn đa di năng hơn thì các bác có thể lấy những dòng pin. Đa di năng hơn thì anh em lấy những dòng pin của Hukan này. Rồi hút thổi bụi pin. Có pin rồi anh em lấy thân máy thôi. Có pin rồi lấy thân máy như thế này. Có cả cái đầu ống ra nữa này anh em nhé. Ôi chà. Chưa có pin thì lấy cả bộ. Còn có pin rồi lấy thân máy cho em. Thân máy 600 ngàn. Còn cả bộ này thì các bác gồm này. Cả bộ thì gồm cả ống cả bộ thì sẽ có cả sạc này. Ống lọc túi lọc cạn thì thân máy cũng có rồi. Và một pin 10 xem như thế này anh em nhớ. Còn thân máy thì sẽ bỏ pin ra, bỏ pin bỏ sạc ra anh em nhớ. Cả bộ thì sẽ là 900. Còn thân máy này, thân máy cho em giá là 600 ngàn. Có cả ống cạn và túi, có cả ống lọc cạn và cái ống thổi ra anh em nhớ. 600. Bao phí tiếp này. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều các mã sản phẩm này. Đây từ cái cưa gập này. Cưa gập 70 ngàn cho em này. Kéo cắt cành, kéo bonsai cho anh em này. Cũng 70 luôn. Đây này. Khò ga 2 lòng. Khò ga 2 lòng anh em. Khò ống đồng, khò chó. Gọi là khò lông chó, lông vịt này. Giá 100 ngàn cho em này. Rồi là những cái đầu chuyển khoan từ bê tông đầu gài. Giá là 70 ngàn anh em nhớ. Rồi con khoan vừa khoan vừa đục của Hukan. Con này thì mã này lần này mới về thêm này. Vừa khoan vừa đục của Hukan này. Có tặng đôi than, trời ơi lại còn tặng cả mũi các bác ơi. Con này lại tặng cả mũi cho anh em mà giá thì rất là bèo luôn. Giờ mày thì là bèo luôn này. Công suất này. Công suất của con này để vòng tua là 880 vòng. Công suất lên đến là 1150W luôn anh em nhớ. Tặng cho anh em này. Wow. Có tặng 3 mũi khoan cho anh em mình luôn này. 3 mũi khoan, 2 mũi đục vào 1 típ mỡ luôn. Giá thì siêu rẻ luôn các bác nhớ. Thì ngày hôm nay công ty về, gọi là cửa hàng em về một số mã này. Sale giá rẻ sập sàn cho mình luôn này. Từ những con khoan điện, rồi những con khoan pin, máy mài các kiểu cho mình luôn. Bơm hơi nói chung mà phục vụ anh em. Các bác làm gia đình, anh em làm trình chiến công trình. Đấy. Anh em có nhu cầu mã mặt hàng nào, anh em alo trực tiếp cho bên em.
qua tất cả các đồ số em để trên màn hình em nhé, là 0929 ấy, 826628 hoặc 0982 826628. Cửa hàng nhà em ở tại Lý Nhân Hà Nam thì anh em nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và sau đó là mua hàng anh em nhé. Các bác quan tâm thì có thể đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để cập nhật video clip mới nhất nhé. Vậy xin chào tất cả các anh em ạ.